Gọi hay không gọi, không gọi hay là gọi, tự dưng thấy run run. Tốt nhất là xóa số đi, không lại dính phải gái đã có chồng đấy. Vớ vẩn vớ vẩn. Nhìn Phương Anh ấy là tôi biết không có chồng đâu. Ông nhìn thế nào mà biết gái chưa có chồng? Thì nhìn... À mà thôi, tôi đoán thế đấy. Thôi ông xóa số đi. Ông có nhớ lần đầu tiên tôi gặp Kim không? Sao cũng nhớ. Cuối cùng thì vẫn là người đến sau thôi, chứ khác gì đâu. Phải nói riêng về cái độ đẹp trai nhá, thì ông là anh của tôi, nhưng về cái đường tình duyên ấy thì tôi phải là chú của ông. Thế sao bây giờ chú vẫn ế hả chú? À thì chú thích thế đấy. Nhưng mà chú nhá, chú sắp thoát ế rồi. Nhật Anh ơi, bây giờ mà gọi cho cô ấy tôi nói gì chưa biết bắt đầu từ đâu. Tốt nhất là xóa số đi. Vâng. Ông nhìn tôi thế này, mỗi khi đứng trước mặt Kim toàn phải kiềm chế tình cảm, khó chịu lắm. Thật nhá, ông rất giống cái bài hát gì nhỉ? Anh mãi là người đến sau, còn tôi nhá, nó phải là cái bài hát là Con đường hạnh phúc. Chả thế mà, vì con đường hạnh phúc ấy là Phương Anh. Tinh tướng nó vừa thôi bố ạ. Nhưng mà chả biết trước được điều gì nhỉ? Chả biết trước điều gì. Này, không phải ông định đập chậu cướp hoa đấy à? Này cẩn thận là không được thân tàn ma dại đi nhá. Thế theo ông bây giờ tôi phải làm gì? Hỏi tôi á? À, có cách đấy. Có cách. Cách thứ nhất ấy, tìm người khác mà yêu đi. Ông điên à? Ông tưởng tìm một người để yêu nó dễ thế à? Thế thôi bỏ cách này, chọn cách sau. Cách hai. Thế ông nói đi. Cách này mới quan trọng này. Cách này chắc chắn là thắng 100% luôn này. Ông nói luôn đi, vòng vèo quá. Cách thứ hai nó là đuổi được Kim. Mắt không nhìn thấy là tim nó không đau, hiểu chưa? Tim nó không đau, hiểu chưa? Này. Gì? Ông định làm gì đấy hả? Này, bỏ ra. Cấm gọi nhá. Bỏ ra nhá. Không đùa. Bỏ ra. Bỏ xuống. Alo. Alo. Sao không nói gì? Alo. Có phải số của Phương Anh không ạ? Đúng rồi, nhưng tôi không có nhu cầu mua bảo hiểm đâu nhá. Chết em. Bố ta. Này ra quán cà phê đấy. Sao không, sao không? Mình cùng bên nhau mãi nhé người ơi, cùng nhau đi qua đoạn đường tình yêu. Đừng vội chia tay, hãy giữ tay nhau thật chặt. Bình yên bên nhau mãi mãi người ơi, điều em mơ ước mình đừng chia ly. Trái tim nhỏ bé này sẽ mãi thuộc về chia tay, hãy giữ tay nhau thật chặt. Bình yên bên nhau mãi mãi người ơi, điều em mơ ước mình được.